Hello anh em, chào mừng mọi người trở lại với channel của mình là Khanh. Thì như mọi người cũng đã thấy là ở trên màn mình là một con Keychron V10. Thì con này nó sẽ có cái layout Alice mà nó có thêm cái hàng ép. Mình đợi con này cũng khá lâu rồi, từ cái hồi mà nó ra cái con V8, nhưng mà mình không có hợp xài mà nó không có cái hàng ép, nên là mình chờ mãi đến khi nó ra con V8. Nó ra con V10 nhưng mà con nó lại là bản nhôm nên là giá của nó hơi chát, nên là vừa ra cái con V10 này ở bên Trung là mình xúc nó về liền. Nó sẽ có một cái lớp siêu bọc ở ngoài, thì khi mà về với lại vendor là những cái bên lấy về để họ bán lẻ, thì thường là họ sẽ bóc cái lớp siêu đó ra. Nó là một cái lớp nylon khá là mỏng bọc ở ngoài cái con phím, mà anh em thường thấy một số cái sản phẩm khác, nếu mà anh em từng mua hàng điện tử thì anh em cũng sẽ thấy là khi mà về vendor họ sẽ bóc cái lớp đó ra để dán tem bảo hành lên trên cái sản phẩm cho anh em. Thì lúc mà anh em mua lại á, thì nó sẽ không có, anh em không bóc cái đó ra. Thì nếu mà anh em đặt hàng bên thẳng ở bên Trung về á, thì thường là sẽ có cái đó, và nếu mà anh em bóc cái đó thì anh em yên tâm hơn. Đó nghĩa là hàng xuất xưởng chưa có ai động vào hết, nhưng mà một cái bất cập của nó là anh em sẽ không được bảo hành nếu mà đặt thẳng từ bên Trung. Thì khi mà mở hộp ra ở trên, nó sẽ có một cái lớp xốp bọt biển nó phủ ở trên. Ở trên là cái tờ hướng dẫn sử dụng, thì nó sẽ ghi một số cái thông tin về kết nối với lại chuyển mác win. Con này có cái công tắc mác win, anh em khỏi phải chuyển bằng nút bấm ở trên bàn phím đó. Thì cái này anh em sẽ đọc sau nha, mình sẽ đi thẳng vô trong con phím luôn. Rồi ở dưới đây là một số cái cắm, hướng dẫn cắm switch cho chuẩn. Thì như mọi lần mình chỉ là anh em phải coi cái chân này nó thẳng thì cắm xuống để tránh bung hot swap. Tờ này là cái tờ hướng dẫn sử dụng kỹ hơn, cái này chi tiết hơn nè. Rồi khi mà mua con này anh em sẽ được tặng sợi cáp, rồi tua vít nè, rồi hai con ốc case, rồi ốc bắc tray mount, với lại một cái đầu chuyển USB. Tại vì sợi cáp này là hai đầu C to C nên nó sẽ tặng chúng ta thêm một cái là chuyển từ C qua USB A để cắm vào trong máy tính, nếu mà trường hợp máy tính anh em không có cổng C. Đây thì chúng ta sẽ có một cái keycap buller nữa, nhưng mà không có tặng switch buller, cũng hơi lạ. Rồi ok, mình sẽ lấy cap. À cũng không cần, tại vì mình có cap sẵn rồi. Đó, mình sẽ bóc cái kit ra. Rồi mấy cái này mình sẽ bỏ lại. Thì kit sẽ được bọc ở ngoài một cái lớp nhung nữa, ni lông lụa. Đó, Keychron V10 a 75% mechanical keyboard. Con này tính ra thì nó bự, nó nằm vô cái size 10 keyless luôn rồi nè, nó bự hơn con 10 keyless của mình đó. Con này mình đang có là con zoom TKL là 10 keyless đó. Con này nó phải khoảng size của một cái con phím 98, nó có cái phần numpad ở phía bên này nè. Thua con nó khoảng một cái cột dọc, thì cái size con này khá là bự, nên là những anh em có cái bàn nhỏ thì anh em nên cân nhắc. Rồi mình sẽ cắm cáp vô cho nó. Để mình giới thiệu sơ qua về cái con này á, thì khi mà anh em vặn á, nó rất là chặt, không bị flex là nó sẽ bị không phải gọi là flex nữa, mà mình sẽ gọi là nó bị uốn đi ha. Đó, khi mà anh em vặn nó sẽ không có bị uốn vặn vẹo như vậy. Vỏ rất là cứng, đáy bằng silicon nhưng mà gõ vẫn hơi ọp ẹp. Thì cái này chắc mình cắt thêm một cái tấm foam ASBE mình nhét xuống dưới cái lớp silicon nữa. Thì cái mod này thì nó khá là mới, mình mới nghĩ ra từ hồi mình mod cái con tofu. Mình lấy một cái lớp ASBE mình đặt xuống sát cái phần đáy, rồi mình mới đặt cái foam đáy lên, thì nó rất là ok.
âm nghe rất là ổn. Ở trên này nó sẽ là cái cổng USB-C với lại công tắc WinMac, chuyển layout WinMac. Rồi ngoài ra ở dưới đáy là 8 con ốc case. Rồi ở trên đây là ốc tray mount. Con này là thuộc dạng tray mount. Dạo gần đây mình thích tray mount hơn là mấy con gasket. Bởi vì là gasket, mấy cái con Alice giá rẻ tầm tầm này, khoảng dưới 2 triệu á, thì nó làm lên gasket nhưng mà họ làm chưa có tới. Nó là gõ nó vừa bị tịch âm nhưng mà cái âm nó lại không đều. Nó là con này ra mình rất là thích bởi vì nó là dạng tray mount. Đó, cái âm gõ xuống thì nó sẽ đành, nó rác, nó sẽ không hợp gu với một số bạn, nhưng mình lại thích cái layout này bởi vì gõ tắt tay rất là thích. Đó. Rồi, tiếp theo là cái núm. Núm này cũng khá là dễ mở ra, ở ngoài nó hơi sần sần. Cái này mình nghĩ là ở ngoài nó sẽ là một lớp kim loại, còn ở trong nó sẽ là lõi nhựa. Cái trục này là dạng chữ vành, là hình tròn khuyết dạng chữ D á. Nó giống với lại mấy con như là NJ80 hoặc là GMK Pro, thì mình nghĩ là đổi núm cho nhau được. Nhưng mà em lưu ý là cái núm này nó sẽ lấn xuống phía dưới một miếng, nên là cái này chắc mình nghĩ là lắp núm GMK Pro qua được. Đó, cái này là một cái bổ sung mình đưa thông tin cho anh em để ai cần đổi núm thì anh em lưu ý khi mà mua. Rồi, mạch của nó là RGB Berkey, nghĩa là sẽ có RGB từng nút. Đó, LED rất là sáng đẹp. Thì bây giờ mình sẽ xem stop để gõ trước, rồi sau đó mình sẽ thêm form mod lại start nếu như cần. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lắp switch với lại keycap. Rồi ở đây nó sẽ có một cái nút, cái này là cái công tắc reset phím để anh em flash cái file mới lên, thì nó sẽ nằm ở đây. Ở trên của nó nữa, nó là một cái con led mà nó sáng sáng, mình cũng không biết là để làm gì. Thì trong cái video tới á, khi mà mở ra mình sẽ bổ sung thêm thông tin cho anh em. Rồi, tổng thể là cái bộ stop của nó cũng khá là ok, không có bị lọc sọc nhiều quá, gõ tạm được. Thì đối với những anh em mua về xài liền, lười mod thì có thể chấp nhận được. Đó, cũng khá là ok. Bên đây thì nó vẫn hơi lọt sọc thì stop mà mình cũng vậy là khá ổn so với những con phím trên thị trường rồi. Thậm chí mấy con kia bỏ lên bấm nó còn tức dữ hơn vậy nữa. Đó, thì cái trải nghiệm gõ trên tray mount á, khi mà gõ tắt tay nó ra một cái âm rất là đanh. Đó, nó không có bị mất tiếng đi. Và nhưng mà khi mà mình gõ xuống thì mình cảm thấy là cái play của con này là play thép chứ không phải là play nhôm như mấy cái dòng Wii. Play thép thì nó rẻ và dễ gia công hơn là nhôm. Nhôm chắc phải chạy CNC á, nên là chỉ xuất hiện trên những cái dòng Wii thôi. Giá nó khoảng hơn 3 triệu thì cái giá thành đó nó mới làm được những cái play nhôm với lại vỏ nhôm. Rồi, cái điểm đặc biệt của con này là nó có thêm cái hàng ép ở đây, với lại nó có một dàn macro bên này. Thì mình hay sử dụng là AI với lại AutoCAD, thì cái dàn macro bên này rất là tiện, tại vì mình hay phải xài cái nút F8 để nó chuyển tracking vuông góc với lại tự do. Thì mình sẽ map nó qua bên đây, mình bấm bằng ngón út. Rồi khi mà mình thao tác chuột bên tay bên này, mình chỉ cần đổi lệnh bên đây thôi, mình không phải với lên, tại vì nút F8 nằm tuốt bên đây. Còn một số người họ vẽ chuyên nghiệp á, thì họ sẽ map nút theo ý thích của họ. Nhưng mà mình chưa đạt tới cái trình độ đó, tại vì map xong nhiều khi mình mình quên, với lại nó bị chồng lệnh. Nên là mình chọn cái phương án là
kiếm một cái con phím mà có dàn macro bên đây. Mà dù sao nếu mà anh em không xài AutoCAD hoặc là AI thì cái dàn macro bên đây vẫn rất là tiện cho cái việc sử dụng của anh em. Em chỉ cần với tay bên đây bấm là đã tới. Ví dụ như anh em chơi game, nếu không có xài con chuột mà có hai nút phụ bên này thì anh em xài mấy cái nút phụ bên đây cũng được. Cái này nó giống như cái dàn phím phụ cho mấy con phím gaming á, thì nó đem lên trên cái con phím custom như thế này cũng rất là hay. Và một cái điểm nữa ở trên con này là nó không xài mod 1.5U. Cái 1.5U đó là kích thước của cái nút của cái keycap. Thì thường anh em sẽ sử dụng á là cái layout này là template tiêu chuẩn nè. Nó sẽ xài một mấy cái nút này là nó xài 1.25 hết. Đó, cái này thì con phím V10 của chúng ta nó cũng sẽ xài những cái mod nó khá là phổ biến và dễ kiếm. Tại vì thường một số cái bộ trên thị trường bây giờ nó sẽ không có mod 1.5U. 1.5U là xài cho những cái con phím mà layout xài space 7U á. Thì hai cái nút space ngắn này thì anh em có thể dễ dàng tìm hơn là những cái nút 1.5. 1.5 thì mình thấy ít ai bán lẻ lắm. Còn cái mod hai cái nút này thì anh em kiếm dễ dàng trên thị trường, kiếm trên thị trường dễ dàng hơn. Và nếu mà cho con này á thì anh em nên mua cái bộ keycap keytron. Đó là họ bán full một bộ là nó hỗ trợ cho layout nào xài cũng được hết. Đó, hoặc là anh em xài những cái bộ CMK mà cái nó có chỉ có một cái dàn alpha thôi, khoảng 600-650. Đó thì những cái bộ đó nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều layout. Đó, đây là cái bộ 650 mà mình đang xài. Nó hỗ trợ cho con phím này đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết. Đó. Rồi chắc đợt sau mình đổi qua cái bộ White on Black để cho nó hợp với lại cái setup. Cái bộ này nó chia hơi nhiều màu. Đó, trong cái video sau chắc mình sẽ đổi qua bộ kia. Thì nó cũng tương tự na ná như bộ này thôi, chứ nó không có khác về chất liệu nhiều lắm, nó chỉ khác màu thôi, để cho hai cái phần sau test nó sẽ chuẩn hơn. Rồi đó là những gì mà anh em có được khi mà anh em mua cái con Keychron V10 này. Thì khi mà gõ xuống mình cảm thấy rất là thích với lại cái khớp. Đó, những cái con đắt tay nó giữ lại được hết những cái khớp của nó. Đó là tinh hoa của những cái con, của những cái switch tắt tay. Đó, gõ xuống khớp rất là rõ và nó đanh, gõ cực kỳ thích luôn. Đó, còn khi mà qua cái con phím gasket, ví dụ như con zoom TKL ở đây thì nghe nó tròn hơn. Đó, mình sẽ bóc đại một con mình bỏ qua. À đây. Đó, mình sẽ lựa một cái con ở vào giữa này, chứ sát viền thì nghe nó sẽ đanh hơn. Đó, rất là rõ ràng khi mà anh em nghe từ tray mount qua gasket. Đó, qua bên đây nó sẽ đanh hơn nè, khớp nó cũng rõ ràng hơn. Đó, còn qua đây thì nghe nó tròn lại hẳn. Mình sẽ lấy một cái nút keycap nó giống để dễ so sánh hơn. Đó, bên đây nghe nó tròn hơn và nó cũng hơi đục đục. Đó, còn bên đây gõ là nó ra cái âm đanh hẳn luôn. Đó, thì nếu mà anh em chơi chán những con gasket á thì giống như mình đấy, thì mình đang tìm về những cái tìm về cái âm thanh giống như bên con Keychron này, bên Tray Mount, nghe nó đanh, nó sướng cái tai hơn khi mà anh em gõ nắp tai. Và cả Lanier cũng vậy nữa, thì cái này tùy gu của anh em thì mình chia sẻ thêm cho anh em để anh em có thể lựa chọn một cái build phù hợp, hoặc là anh em có 2-3 con phím nó cũng đâu có. Bây giờ thì sở hữu nhiều con phím nó cũng không có gì là lạ nữa, tại vì phím bây giờ khá phổ biến rồi, anh em build nhiều kiểu khác nhau để đổi qua đổi lại, gõ cho nó phù hợp, hoặc là phù hợp với tâm trạng, hoặc là khi anh em chán anh em đổi qua đổi lại gõ cho nó thay đổi cho nó vui cũng được. Đó,
Thì mình rất là thích cái cảm giác gõ trên cái con này cũng như là cái layout này. Nó cũng sẽ anh em sẽ rất nhanh làm quen được với lại cái layout này thôi chứ không có gì khó. Những cái mod của nó thì anh em sau một thời gian anh em sẽ đổi được cái thói quen. Đó, hai khi mà gõ trên cái layout này thì hai cái bàn tay của anh em nó sẽ chìa hai bên, anh em không phải chụm hai cái khuỷu tay này vào với nhau mà anh em sẽ để như vậy. Đặc biệt là khi mà anh em ngồi với lại những cái phím, những cái con ghế công thái học đó, nó có cái nâng tay, anh em đẩy cái hai cái đồ nâng tay lên đó thì cái cùi chỏ của mình nó sẽ nằm ở cái khúc này với lại bên này đó, thì cái việc phím nó bè ra hai bên như vậy thì rất là phù hợp khi mà gõ hàng ngày. Đó. Rồi cái con phím này nó cũng phù hợp cho cả hai trường phái người dùng, là gõ space bên tay nào nó cũng với tới được. Bởi vì cái con này nó đưa cái thanh space nó ra ngoài này. Thì thường cái layout Alice á, mình thấy là thuận, nó thích hợp cho người gõ space bên tay phải hơn. Tại vì cái nút space này nó nằm vào chính giữa hơn. Còn con này thì space á, con này nó hơi lệch qua bên phải tí, nhưng mà con này thì nó sẽ nằm vào chính giữa, nhưng mà đại khái là nó vẫn sẽ phù hợp cho cả hai trường phái gõ của anh em. Với lại là khi mà gõ trên con này thì mình nghĩ là anh em nên tập gõ 10 ngón, nó sẽ rất là hiệu quả mà nó tăng cái tốc độ gõ của anh em lên rất là nhiều. Rồi hai cái phần hàng ép á, nó sẽ chia F5, F6 với lại F7, F8 ra ngoài này thì nó sẽ phù hợp với lại những anh em gõ nhiều. Còn nếu mà thiết kế á, dân thiết kế hoặc là làm đồ họa thì anh em phải thao tác lệnh trên một tay thì mình nghĩ con này nó sẽ không phù hợp cho anh em nhiều cho lắm. Tại vì khi mà anh em di chuyển qua đây á thì cái cảm giác nút á, anh em bấm nó sẽ khác, tại vì nó xéo qua bên này rồi, nó không có vậy, nó không có thẳng ngang nữa, thì anh em không có với theo một chiều tuyến tính như vậy qua được. Thì con này mình nghĩ là nó phù hợp với lại những anh em mà code nhiều nè, rồi gõ content thì hai tay anh em liên tục để trên phím và xài điều hướng để đổi thôi, chứ không phải edit nhiều và cần tới kết hợp giữa bàn phím với cả chuột như mấy anh em thiết kế. Rồi thêm một cái mẹo nhỏ cho những anh em xài thiết kế thì mình có thể map nút đeo qua bên này bấm cho nó tiện. Thì thường mình xài cái layout là split ship trái thì mình sẽ đổi là nút ship ở đây, đeo ở bên này. Thì khi mà mua con này mình đổi cái thói quen sử dụng lại tí là mình map nút đeo qua bên đây. Còn ở bên đây thì mình đang map phổ thông như vậy để cho nó đủ nút thôi. Cái nút delete mình để đây, khi mà với chuột qua mình ấn đây cái khá là lẹ. Con này á thì anh em chỉ cần cắm vào là nó sẽ nhận vi, và cái vi nó cho chúng ta khả năng key map rất là tốt, rất là mạnh, là anh em có tới ở đây là một cái layout chính là layer 0 và ba cái layer phụ, và anh em có thể map được rất nhiều nút và làm được rất nhiều việc đối với những cái con phím mà nó hỗ trợ vi như thế này. Rồi nó cũng khá là dễ để sử dụng cũng như là chỉnh led nữa, và led trên con này khá là sáng. Tại bây giờ mình đang mở hai cái đèn nó dội từ bên này vô với lại bên đây vô nên là nó hơi tịt cái led tí, chứ nếu mà tắt sáng đi nó hơi tối tối, nó trong cái môi trường làm việc bình thường á thì led của con này rất là tốt. Nó cũng hỗ trợ cho anh em làm ban đêm, nó không có bị quá chói mắt. Tại vì led này là led ngược, nó hắt xuống dưới thì thường á anh em phải ngửa ra cái hướng nhìn anh em nằm đây chiếu tới nè thì anh em mới thấy led. Còn nếu mà anh em ngồi làm việc á thì anh em sẽ ít thấy led, nhưng mà nó sẽ như một cái đèn nền nó rọi lên, nó giúp cho anh em có thể dễ dàng làm việc vào ban đêm hơn. Đó, ok. Và đó là những gì mình muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay về con Keychron V10, và hy vọng rằng nó sẽ giúp ích được cho anh em trong việc lựa chọn một con phím phù hợp với cá nhân của anh em. Thì sau đây mình sẽ sau test và kết thúc video. Bye bye và hẹn gặp lại anh em.